top những phụ kiện cần có cho xe hơi dưới 300.000 đồng. Mua ô tô xong cần sắm những gì? Những phụ kiện hữu ích nhất cho xe hơi mới là gì? Hãy để iCamera.vn giải đáp cho bạn những thắc mắc này trong bài viết dưới đây nha. Bộ hai gương phụ gắn gương chiếu hậu 3R011 cho xe hơi 50.000 đồng. Gương chiếu hậu là loại gương được gắn trên xe hơi nói chung và trên một số phương tiện giao thông khác. Đây là loại gương được thiết kế để cho phép người lái xe có thể quan sát phía sau, đảm bảo an toàn khi điều khiển. Hiện nay, để nâng cao độ an toàn cho tài xế, các nhà sản xuất đã thiết kế gương phụ gắn gương chiếu hậu nhằm mở rộng trường quan sát và góc nhìn lớn hơn so với gương chính của xe, giúp người lái xe điều khiển phương tiện an toàn hơn. Miếng dán chống bám dính nước gương ô tô hình oval. Miếng dán có tính năng nổi bật đến khó tin là chống bám dính nước, giúp bạn thuận tiện cho việc lái xe mà không bị nước mưa hay sương mù làm cản trở tầm nhìn. Miếng dán gương kính chống nước có thể sử dụng mọi loại xe ô tô hoặc xe máy. Hiệu quả chống nước hoàn hảo, giúp bạn có thể quan sát gương dưới trời mưa an toàn tuyệt đối. Đảm bảo tầm nhìn của người lái xe luôn rõ nét dưới mưa vào ban đêm khi di chuyển ở tốc độ cao. Miếng dán chống trượt cố định cho xe hơi ô tô Spider. Bạn đã cần những miếng dán trang trí trên ô tô của mình nhưng chưa biết chọn loại nào. Nếu miếng dán đó còn có tác dụng giữ vật trên xe nữa thì chắc chắn là một lựa chọn đúng đắn phải không? iCamera đang có sản phẩm mà bạn đang cần đó. Đó chính là miếng dán chống trượt cố định xe hơi ô tô, vô cùng nhỏ gọn và tiện lợi. Sản phẩm giúp bạn có thể cố định một vật nhỏ như điện thoại, kính, bao thuốc, chống trơn trượt. Bạn có thể thoải mái lái xe mà không lo điện thoại bị va đập ở những đoạn đường xóc. Miếng dán vô cùng nhỏ gọn nhưng lại tiện lợi, bạn có thể yên tâm về độ chắc chắn của nó. Vì sản phẩm sử dụng lớp keo rất chặt, rất khó bong, giúp đồ vật được gắn cố định. Sáp thơm treo gương xe Exotica Porsche, hàng của Mỹ. Sáp thơm treo gương Exotica Porsche là sản phẩm sáp thơm organic với hương thơm tươi mát, sảng khoái, dịu nhẹ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại của Mỹ và được ứng dụng rộng rãi sử dụng trên ô tô, trong gia đình, phòng làm việc, tủ quần áo. Sáp thơm Exotica được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, vì vậy mang lại hương thơm dịu nhẹ, lan tỏa trong không khí, giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn, sảng khoái hơn, để tinh thần hưng phấn, giúp bạn thực sự tỉnh táo khi làm việc, nghỉ ngơi. Với mỗi túi thơm Exotica này, bạn có thể sử dụng trong thời gian tối đa là 60 ngày, phụ thuộc vào không gian và môi trường sử dụng. Cột sạc hai cổng USB trên tàu tuốc xe hơi Casking VKP C10 130.000. Công việc của bạn sẽ trở nên thuận tiện hơn khi có chiếc điện thoại bên cạnh. Nhưng đôi lúc, điện thoại hết pin và bạn không thể tìm được nguồn để sạc khi đang lái xe hơi đi làm. Được thiết kế chuyên dụng để trở thành một nguồn sạc khi đang lái xe, cột sạc xe hơi Casking sẽ là lựa chọn tối ưu dành cho bạn. Đặc biệt, sản phẩm có hai cổng USB giúp bạn sạc đồng thời hai thiết bị như smartphone, sạc dự phòng hay các thiết bị khác sử dụng nguồn điện USB. Cối xe hơi hình cờ nước Anh 2:1, 150.000. iCamera xin giới thiệu đến bạn chiếc gối hình vuông nhỏ gọn nhưng vô cùng hữu ích cho cả bạn và những người đồng hành trong mọi chuyến đi, đặc biệt là khi phải lái xe đường dài. Chiếc gối tựa lưng ô tô giúp nâng đỡ cột sống và tư thế ngồi chuẩn của người cầm lái, giảm thiểu tình trạng đau mỏi lưng trong suốt hành trình di chuyển của bạn. Sản phẩm có kích thước 40x40, nhỏ gọn và vô cùng thuận tiện. Giá đỡ điện thoại hút nam châm Baseus SUI-ZD01 150.000. Giá đỡ nam châm Baseus được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, dễ dùng. Mọi thao tác với chiếc giá đỡ này đều được tối giảm hoàn toàn, giúp tài xế yên tâm khi đang lái xe mà vẫn có thể sử dụng điện thoại xem bản đồ, nghe nhận cuộc gọi. Bộ đề giữ giá đỡ điện thoại bằng lực từ, chuyên dùng trong xe hơi. Giữ chặt điện thoại của bạn bằng lực từ, cực mạnh, chắc chắn. Chỉ việc để điện thoại của bạn lên bề mặt là điện thoại tự động được giữ chặt, giúp cho quá trình gắn và tháo mở điện thoại được nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều lần so với các loại khóa hoặc kẹp. Hộp đựng khăn giấy trên ô tô chất liệu da TB03 150.000. Sử dụng chiếc hộp đựng giấy chuyên dụng cho ô tô sẽ giúp bạn để khăn giấy gọn gàng, tiện lợi, không bị bụi bẩn, đảm bảo vệ sinh. Tiện dụng khỏi bàn, sang trọng khỏi chê. Tiết kiệm được diện tích, tăng độ sang trọng cho không gian ô tô của bạn. Sản phẩm được làm từ chất liệu da mềm cao cấp, không nổ, không gãy gập, với thiết kế vân quả chám đẹp mắt thời trang, màu sắc nhã nhặn với 3 màu chủ đạo, rất phù hợp với nội thất các loại xe kem trắng, nâu, đen. Thẻ số điện thoại trên xe hơi sử dụng năng lượng mặt trời T68 180.000, chất liệu nhựa ABS cao cấp. Tính năng: tạo và hiển thị số điện thoại của bạn trên tablo xe ô tô. Cách dùng:
thẻ số điện thoại có mặt trước là màn hình LCD sẽ hoạt động và hiển thị số nhờ năng lượng được cung cấp từ ánh sáng mặt trời. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh số điện thoại của bạn hoặc số điện thoại của người thân cần liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Thiết kế mặt LCD lịch sự và sang trọng, tạo một văn hóa truyền tải không lời, lịch sự và hạn chế được rủi ro đáng tiếc khi đỗ xe gặp sự cố. Bộ kit thoát hiểm, xử lý sự cố xe hơi ô tô, bình cứu hỏa CT01 245.000. Dụng cụ bao gồm một bình cứu hỏa, một búa phá kính, một dây dù móc, một đôi găng tay, một bộ kẹp khởi động, một phản quang tam giác. Giá đỡ điện thoại iPad gắn xe khí sau xe hơi Ugreen 290.000. Giá đỡ máy tính bảng gắn sau tựa đầu ô tô Ugreen nhằm cải thiện khả năng giải trí và thêm niềm vui cho chuyến hành trình dài của bạn. Hoàn hảo để giải trí cho trẻ em, gia đình, bạn bè của bạn bằng âm nhạc, bộ phim hoặc trò chơi và giúp chúng luôn hào hứng khi đi trên một hành trình dài bằng ô tô. Thuận tiện sử dụng, phù hợp với hầu hết các loại tựa đầu ô tô. Giá đỡ tựa đầu ô tô của chúng tôi có tính năng lắp đặt bằng một tay và không cần sử dụng dụng cụ hỗ trợ. Thiết kế có lò xo giúp bạn có thể dễ dàng lắp, tháo. Lưu ý, khoảng cách giữa hai thanh tựa đầu phải là 5-6 inch và đường kính của các thanh phải là 0.39-0.5 inch. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.